Xin chào quý vị các bạn. Cùng là máy giặt Electrolux công suất giặt 9 kg, nhưng thương hiệu Electrolux chia thành 3 cấp độ chất lượng, bao gồm dòng Ultimate 300, Ultimate 500 và Ultimate 700. Trong đó dòng Ultimate 700 là cao cấp nhất và có giá đắt hơn. Để giúp các bạn phân biệt về mặt chất lượng toàn diện thì tôi sẽ đi từ cái dòng thông dụng nhất có giá bình dân khoảng trên dưới 9 triệu tùy màu sắc. Màu trắng thường sẽ rẻ hơn màu đen mơ titan khoảng 1 triệu đồng. Dòng này có 12 chương trình giặt và tốc độ vòng vắt tối đa 1200. Về mặt công nghệ giặt thì nó có chế độ giặt nước nóng và công nghệ giặt Hygienic Care. Công nghệ Hygienic Care tức là ở cuối cái giai đoạn rút xả, máy sẽ xông hơi nước nóng 60 độ C trong 30 phút, giúp tiêu diệt sạch vi khuẩn và tác nhân gây dị ứng có trong phấn hoa và lông thú. Đối với dòng máy giặt Ultimate Care 500, nó cao cấp hơn và đắt hơn khoảng 1 triệu thì nó cũng nâng cấp về cái hiệu quả giặt sạch. Nó không chỉ có chế độ giặt nước nóng và công nghệ Hygienic Care mà xà phòng nó sẽ đưa dược xuống một cái chạm trộn. Tại đây nó sẽ hòa tan nhuyễn với nước, sau đó mới đưa vào trong lồng giặt, giúp cho nước xà phòng có thể ngấm sâu vào bên trong lõi của sợi vải, giúp giặt sạch sâu. Và xà phòng nó không bị đọng vũng trên quần áo, nó sẽ giặt sạch đều và cuối quá trình giặt nó không để lại cặn xà phòng. Như vậy là nâng cấp từ dòng Ultimate Care 300 lên Ultimate Care 500 cho nhau 1 triệu thì nó đã có sự khác biệt về cái hiệu quả giặt sạch. Cái khác biệt thứ hai là số lượng chương trình giặt và khả năng chăm sóc sợi vải. Dòng rẻ chỉ có 12 chương trình giặt, dòng cao cấp hơn có 15 chương trình giặt, bổ sung chương trình giặt đồ len, chương trình giặt đồ thể thao và chương trình một ghi nhớ chương trình thông dụng Favorite. Ngoài ra nó có thêm một cái chứng chỉ bảo vệ và chăm sóc sợi vải Walmart Blue, không thua kém gì giặt tay. Nó thể hiện ở việc nó đã được kiểm chứng bởi Walmart trước và sau quá trình giặt, bao gồm thành phần của sợi vải trước và sau khi giặt, độ sờn sức bề mặt cũng như độ đàn hồi co giãn của sợi vải, độ bền màu trước ánh sáng và trong chất lỏng. Thì đây là cái dòng mà có khả năng chăm sóc và nâng niu sợi vải tốt hơn so với dòng bình dân Ultimate Care 300. Ngoài ra về mặt động cơ, cùng là công suất 9 kg, 1200 vòng vắt, nhưng nó sẽ chạy êm và vận hành mượt mà hơn. Các bạn có thể nhận ra ngay ở cái hiệu suất năng lượng. Với dòng rẻ, giặt 1 kg quần áo hết 33W điện, còn dòng cao cấp hơn giặt 1 kg quần áo hết 18,7W điện. Ở đây nó không chỉ nói lên cái khả năng tiết kiệm điện mà nó còn thể hiện, đương nhiên nó phải nâng cấp về mặt động cơ và vận hành mượt mà hơn thì mới đem lại cái hiệu suất năng lượng thấp hơn, đúng không ạ? Cái điều thứ tư là nó bổ sung thêm một cái khoang xả cặn tại đây, gọi là ngăn xả cặn của bơm xả. Nó sẽ giúp các bạn thuận tiện hơn trong quá trình vệ sinh và bảo trì máy giặt. Còn về mặt giao diện thì các bạn nhìn thấy ngay, nó chung một cái form dáng thiết kế, nhưng dòng cao cấp nó có tinh chỉnh hơn từ lúc vặn đến ngay cái cửa cũng là sự khác biệt. Đấy ạ. Dòng bình dân cửa kính chịu lực chịu nhiệt một lớp, còn dòng cao cấp đó là kính hai lớp, vừa kính chịu lực chịu nhiệt bên trong và vừa có cái một lớp mica bên ngoài tạo cảm xúc an toàn. Thì đấy là những cái khác biệt cơ bản từ dòng 9 triệu lên dòng 10 triệu. Đến cái cấp độ chất lượng toàn diện cao nhất là dòng Ultimate Care 700 thì nó sẽ có mức giá khoảng tầm 11 đến 12 triệu đồng. Nó cũng bao gồm màu đen mờ titan và màu trắng ngọc trai. Thì ở đây nó đã có tất cả những gì mà dòng Ultimate Care 500 đã có, nhưng nó còn nâng cấp hơn về cái dẫn đến cái nâng cao cái hiệu quả giặt sạch và tiết kiệm điện nước. Đầu tiên, xà phòng tại khoang chứa cũng được đưa xuống chạm trộn để hòa tan nhuyễn rồi đưa vào trong lồng giặt. Nhưng trong suốt quá trình giặt, lồng giặt vận động liên tục và nó có một cái hệ thống bơm hút tuần hoàn. Nó hút nước từ trong ra và phun ngược lại áp lực mạnh giống như cái vòi hoa sen ở đây. Nó sẽ xuyên vào trong giữa cái đống vải giúp giặt sạch đều hơn, đặc biệt phát huy tác dụng khi bạn giặt nhiều quần áo hoặc đồ nhỏ bị cuốn vào trong đồ to. Sau khi giặt xong đến cuối giai đoạn, đến đoạn rũ thì nó lại có một cái hệ thống các cái cảm biến cái mức độ đục của nước cũng như là cái hàm lượng bọt xà phòng trong nước thải, để nó tự động thay đổi cái chuyển động của lồng giặt cũng như bổ sung lượng nước cần thiết
từ đó giúp không chỉ sạch vết bẩn, sạch vi khuẩn, sạch đều, sạch sâu, mà còn sạch cả hóa chất tẩy rửa sau khi giặt. Thì đấy là sự khác biệt về mặt khả năng giặt sạch, thì dòng càng cao cấp nó càng giặt sạch toàn diện hơn. Còn về tốc độ vòng vắt thì hai dòng đầu tiên tốc độ vòng vắt tối đa dừng lại ở 1.200 vòng vắt một phút, còn đến dòng cao cấp nhất này thì tốc độ vòng vắt tối đa lên đến 1.400 vòng vắt một phút. Và cả ba dòng này thì đều được nhập khẩu trực tiếp Thái Lan và công nghệ động motor tới từ thương hiệu Nidec, công nghệ Eco Inverter. Toàn bộ máy được bảo hành 2 năm, riêng motor bảo hành 10 năm. Và trong 30 ngày đầu tiên sử dụng thì nếu có xảy ra lỗi kỹ thuật hãng sẽ đổi máy mới. Để được tư vấn chi tiết hơn về từng dòng máy giặt thương hiệu Electrolux, mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.